Trạng Quỳnh, tập 290, Bút Xa Gà Chết. Có giấy mời của Hoàng Huyền gửi cho ông nè. Hoàng mới về nên mời tới dự tiệc nghinh tân hả? Nghinh tân là cái gì? Tôi ít chữ không hiểu. Nghinh tân là đón cái mới. Ví dụ như để đón một hoàng mới về nhậm chức, người ta tổ chức một bữa tiệc gọi là nghinh tân. Còn để tiễn một ông quan cũ đi thì người ta gọi là tống cựu. Vậy là đem giao thừa là đem tống cựu, nghinh tân, tiễn năm cũ đi rồi đón năm mới tới. Chú mày thông minh, chú mày mà được đi học thì chắc chắn sẽ được làm chồng. Úi giời, làm chồng thì đâu cần chữ nào. Trở lại vấn đề, quan mời chuyện gì? Biết chết liền, ông cứ tới thì sẽ rõ. Tới thì tới sợ gì? Ủa, quan cũng mời ông nữa hả? Quan nào mới về đây cũng phải ra mắt tôi mà. Quan ra mắt thì quan tới nhà ông chứ sao ông lại phải vác cái bụng phệ tới đây? Quan tới, nghiêm. Cha nội nào mới nói ngon, sao giờ lại run như cày sấy vậy? Ông này là phú hộ thiên giàu nhất vùng. Dạ đúng ạ. Ông này là phú hộ địa, người giàu thứ hai trong vùng. Ủa, quan mới về mà sao biết rõ vậy ạ? Việc đầu tiên khi mới nhậm nhiệm sở là phải lấy tên tuổi của những người giàu. Bịch. Ta chưa nói gì sao lại xỉu vậy? Biết sắp mất tiền nên xỉu trước. Việc đầu tiên của quan khi về đây là điều tra xem ai giàu để bảo nộp tiền chứ gì? Không sai. Bịch. Xỉu cũng phải mất tiền à, xỉu chi cho mất công. Mỗi ông nộp cho ta 50 đồng để tu bổ đường xá trong vùng. Phản đối, ai cũng đi thì ai cũng phải nộp tiền tu bổ, sao quan chỉ bắt hai đứa tôi chịu? Dân vùng này nghèo lắm, hai ông giàu thì làm mạnh thường quân giúp dân đi. Mạnh thường quân là cái gì? Quan mới dùng từ mới khó hiểu. Ông nào biết mạnh thường quân là gì, nói cho ta nghe, ta sẽ miễn nộp tiền. Tôi học giỏi hơn ông mà còn chưa biết. Ông nặng óc suy nghĩ làm chi cho mẹ cái đầu, chịu nộp tiền cho rồi. Mạnh thường quân là tên của một vị tướng quốc người nước Tề ở bên Tàu. Ông ta rất giàu, có lòng hào hiệp, hay giúp đỡ người khác. Bởi thế nên người ta gọi những người có lòng hào hiệp hay giúp đỡ người khác là mạnh thường quân. Thôi, tôi thích tên cha mẹ đặt là Trịnh Văn Địa, chứ không muốn đổi tên là mạnh thường quân. Thích tên nào kệ ông, nhưng vẫn phải nộp tiền, không được cãi lệnh quan. Bịch. Ông quan này láo toét, mới về đã móc túi tụi mình, phải cho ổng một trận kéo ổng theo búa mình mãi thì chết. Ổng quan mình dân thì làm sao cho ổng một trận? Dùng tiền. Tôi sẽ lấy nhà của quan, cho quan ra đường ở. Nè nè, nói năng cho cẩn thận kéo ở tù à. Để rồi ông coi. Có chuyện gì? Bẩm biết quan mới về, chưa có tiền để dùng vào những việc linh tinh, nên tôi biếu quan một ít để dùng. Tốt lắm, ta sẽ ghi tên ông là mạnh thường quân của huyện. Cần việc gì hoặc có ai ăn hiếp thì nói cho ta. Tay này hào phóng ghê, dám biếu ta tới 100 đồng. Cần chuyện gì? Xin quan giúp tôi việc này, xin biếu quan thêm ít tiền bồi dưỡng cho việc này. Việc gì cứ nói. Chắc quan mới về nên chưa biết, ở đây cứ 3 năm thì có một đợt tuyển quân, năm tới là năm tuyển quân, xin quan giúp cho người nhà con cháu của tôi khỏi đi lính. Được được, để người khác đi. Xin quan ký cho mỗi đứa một tờ giấy xác nhận bị bệnh, không đi lính được. Sao nhiều dữ vậy? Mấy đứa con của tôi, mấy đứa em của tôi cùng với mấy đứa em vợ, cháu của tôi và cháu của vợ tôi, mấy đứa em họ của tôi và mấy đứa em họ của vợ tôi, tổng cộng khoảng 50 đứa chứ đâu có nhiều ạ. Chà, ký hết đống giấy này chắc sủi cái tay. Hơi đâu mà đọc từng tờ, ký đại. Phì, phì. Ký giấy mà thở như đi cày. Xong rồi nè, trốn lính cả một đội quân. Ha ha, ông chết với tôi rồi. Quan bán dinh quan cho tôi rồi, có giấy tờ hẳn hoi nè. Ngạc nhiên chưa? Ông làm sao mà hay vậy? Tôi đưa ổng tiền, nhờ ổng ký một sấp đơn trốn lính. Tôi nhét giấy bán nhà và giấy nhận tiền vào đống giấy đó.
ổng cứ cắm đầu mà ký chứ đâu có đọc nổi. Thế là ổng ký luôn giấy bán nhà và giấy nhận tiền. Ổng sẽ bắt bỏ chuyện này. Bút xà gà chết, đã ký rồi thì không chối vào đâu được. Ký giấy nữa hả? Đã tới ngày giao nhà tôi tới nhận nhà. Nhà gì? Nhận nhà nào? Mời quan đọc dùng. Tôi đồng ý bán dinh của tôi cho ông Lê Ăn Thiên cùng toàn bộ tài sản trong nhà như bàn ghế, tủ, giường, heo, gà, gạo, mắm, giao nhà ngày mèo, tháng mèo, năm mèo. Ta không có ký giấy này. Quan ký cả giấy nhận tiền nữa đây này. Tôi đã nhận 200 đồng tiền bán nhà. Giấy nào cũng có chữ ký và con dấu của quan, xin quan đừng chối. Bịch. Quan trúng gió, cạo gió mau. Ta không ký giấy đó, ông giả chữ ký của ta. Thế thì tôi nhờ quan phủ giải quyết. Quan phủ mà biết thì chết. Thôi thì cứ giao nhà cho lão rồi đi vay tiền mua lại. Được, để ta giao nhà. Tìm ai? Tôi xin gặp quan. Quan dọn ra đầu làng rồi, tới đó gặp quan đi. Ủa sao thê thảm thiết, bị ai oán thế này? Nhà ta có ma, ta không dám ở. Cần gì thì nói cho ta giải quyết, đừng có tò mò đời tư của ta. Không biết chuyện gì mà quan dọn ra gốc đa đầu làng, cất cái chòi làm nhà. Chắc là quan đánh bài thua hết tiền nên bán nhà. Ra đó coi chơi. Hết giờ làm việc rồi, về nhà ăn cơm đi. Ở đây không có bếp, không có nồi niêu gì để nấu ăn đâu. Bẩm còn quan ăn gì ạ? À? Để ta ra chợ ăn tô bún riêu cũng được. Hít, biết vay tiền ở đâu để chuộc nhà lại bây giờ. Quan phủ mà đi thanh tra thì chết. Đi vào khác chơi, trẻ con không được vào công đường. Cái này gọi là công muối chứ đâu phải là công đường. Biết đây là cái gì không? Ta đang bực mình, coi chừng ta chém một nhát là không còn dụng cụ để gãi à. Con cũng đang bực mình đây, xin quan chém một nhát cho con hết bực mình đi ạ. À. Cái thằng nhỏ này dám giỡn mặt với quan, không biết sợ quan hả? Quan ở trong công đường thì con sợ, chứ quan ở gốc đa thì con không sợ. Gừ, mày chết với ta. Nhỏ, đứng lại cho ta đánh, ta năn nỉ đó. Hù hù, bị người ta gạt, mất hết cờ đồ mà còn bị trẻ con khinh dễ. Ai gạt quan, quan cho con biết, con sẽ trị tội kẻ nào dám gạt quan. Ta còn chưa trị nó được, huống chi là mày. Mày là con nhà ai mà mới mày lớn đã biết khoác lác? Con là thằng Quỳnh, con nuôi Trạng Quỳnh. Quỳnh hả? Ta có nghe đồn về con, rất hân hạnh được gặp con. Nghe nói con có tài gỡ rối ta lòng, con giúp ta đi, chuyện là thế này. Tài quan bất cẩn quá, quan ký mà không xem kỹ mình ký gì, bút xa gà chết, ký rồi thì không chối được. Ta biết ta sai rồi, ta nhờ con gỡ chứ không nhờ con phê phán ta. Trước khi gỡ, con xin hỏi quan tí chuyện. Quan bảo hai ông đó nộp tiền để tu bổ đường xá, xin hỏi quan có làm không ạ? À? Có giấy tờ đây, ta chi hết số tiền đó vào việc tu bổ đường xá, không dí một xu. Còn việc ông Thiên tự ý đưa tiền cho ta là để gài bẫy ta chứ ta không đòi. Xem ra ông quan này khá thanh liêm, mình sẽ cứu ổng. Xách nước cho ta rửa mặt. Á, à, chuyện gì vậy? Nước đỏ lồm như máu, có cả tóc nữa. Chắc là mấy quan từng ở đây có giết phạm nhân nên có ma đó. Chạy tới mời thầy tám bùa lại bắt ma cho ta. Ma giếng thì phải bắt vào lúc nửa đêm, tối ta sẽ tới. Nói với chủ nhà chuẩn bị 3 con gà luộc, 1 cái đầu heo cho ta. Đừng ngủ, đợi cha mang gà với đầu heo về ăn. Ôn lại thằng chú kể quên, bà là 3 con gà. Hả? Cái gì kia? Ma. Con ma có 8 cái chân, 4 con mắt, chạy thôi. Hả? Thêm một con chặn đường, chết rồi. Bọn ta là 12 con ma ở Dinh Quan đây. Lại các ngài ma xin tha cho con làm nghề này để bịp người ta kiếm ăn, chứ đâu có dám xúc phạm đến các ngài. Muốn sống thì tới nói với ông Thiền thế này, sai lời bọn ta sẽ lội người xuống âm phủ chơi cho vui. Dạ, con sẽ làm theo lời các ngài. Ha ha, con ma của Quỳnh đây,
hai con mèo đen cột lại với nhau thành một con ma có 8 cái chân và 4 con mắt. Ban tối mà thấy một cục đen thui này nhảy múa kèm theo 4 con mắt mèo sáng quắc, không sợ mới lạ. Ủa, sao tơi tả thế này? Tôi bị mấy con ma ở đây chặn đường đánh dằn mặt, tôi đánh không lại. Chúng nói với tôi nếu ông chịu cúng đàng hoàng thì chúng sẽ để yên cho ông ở. Trời, thầy tám bùa mà còn thua thì ai trị nổi? Bôi lọ nghẹ lên mặt, ha ha. Ông ơi, có mà. Tôi có bệnh đau tim, đừng làm tôi sợ, tôi sẽ bị đứng tim chết liền đó. Lão tám bùa có nói gì với người chưa? Dạ có, ông ấy nói tôi phải xiên cúng các ngài, tôi sẽ cúng. Ký vào. Mỗi tháng phải cúng 12 ngày, nếu không giữ đúng giao kèo sẽ bị kéo lưỡi cho thành ma le. Sao cúng nhiều dữ vậy? Mỗi tháng người ta cúng cô hồn có 2 ngày, là ngày mùng 2 và 16 thôi mà. Bọn ta có 12 đứa, cúng mỗi ngày một đứa. Cúng không? Dạ cúng. Chịu cúng thì ký vào, điểm chỉ vào. Dạ ký và điểm chỉ. Hít, mua nhà có tới 12 con ma, chắc hết tiền vì cúng quá. Bóc tờ giấy ở trên ra. Ha ha, có một bản giao kèo bán nhà đây. Còn có giấy ông thiền bán nhà cho quan rồi đây, có chữ ký và cả dấu điểm chỉ của ổng nữa. Đưa cho ta xem. Chưa đưa được, quan phải ký với con một giao kèo rồi con mới đưa. Giao kèo gì? Quan cam đoan sẽ không ăn hối lộ và sẽ tha thuế cho dân năm nay. Nếu quan không giữ đúng giao kèo, con sẽ nói hết chuyện này cho quan phủ nghe. Sao cũng được, ta lấy lại được nhà là vui rồi. Rồi, ký tên đóng dấu rồi đây, đưa giấy ông thiền bán nhà cho ta. Tôi đồng ý bán nhà cho quan huyện, tôi đã nhận đủ tiền. Con làm sao hay vậy? Con viết một tờ giao kèo cúng ngắn hơn tờ giấy này, dán bên trên, che mắt văn bản bán nhà. Phần trắng của tờ giấy này thòi ra ở bên dưới, con làm ma nhát ổng. Ổng sợ không còn hồn vía để nhận ra tờ giấy có hai lớp. Ổng ký và điểm chỉ vào phần trắng đó, ổng đâu có biết là mình ký vào giấy bán nhà. Con gỡ bỏ giao kèo cúng ở bên trên, lòi ra giao kèo bán nhà có chữ ký. Lời đồn không sai, quả là tràn quỉnh, hồi nhỏ cỡ con mẹ ta còn đút cơm cho ta ăn. Đi đòi nhà. Chắc ở ngoài đó nắng lắm nên quan tới đây tránh nắng phải không ạ? À? Giờ này mà chưa dọn nhà đi hả? Dọn đi đâu ạ? À? Đọc đi. Tôi không có ký giấy này. Bút xà gà chết, ký rồi thì không cãi. Tôi ký hồi nào mà có chữ ký ở đây, lại có cả điểm chỉ nữa mới chết chứ. Dọn nhà mau đi. Nhà này có ma, quan đừng ở. Ma sợ người ngay, ta là người ngay thẳng, không sợ ma. Ông là người lắc léo nên ma mới nhát. Dọn nha. Ha, lấy lại được nhà rồi. Chuột. Một bài học, trước khi ký thì phải đọc kỹ kẻo bút xa gà chết, ký rồi thì hết cãi. Mới vào làm cho ông Phú Hộ hả? Tên gì? Dạ em mới vào làm, em tên Cúc. Ở đây có ông tá thay mặt ông Phú Hộ trông coi mình, ổng dữ lắm, làm cho chăm chỉ kẻo bị ổng đánh đó. Đó, ông tá là ông đó. Cảm ơn anh đã chỉ bảo, em sẽ cố gắng. Làm việc đi, đứng đó nhiều chuyện là ăn đòn à. Ha, quần của thằng Cúc có cái bánh chưng. Ôi, bẩm, anh chơi gì kỳ vậy? Ông tá nhìn kìa, làm việc đi. Mày mà mét ông tá, lát nữa tao cho mày ăn đòn à. Ôi, bẩm, thằng mới vào làm gì mà té hoài vậy? Dạ mấy ngày nay con không có cơm ăn nên bị chóng mặt. Hừ, mét không được mà không mét cũng không được. Cái bánh chừng thấy ghét. Ôi, ẩm, ngon thì mét ông tá đi. He he. Quỳnh, chỉ tao cách đối phó với tên ba lì đi, hắn cứ thọc gậy vào mông tao mãi à. Anh cầm bộ đồ này về rồi làm thế này, nhớ là tìm ông nào bặm trợn nhất để thực hiện kế hoạch.
lấy bộ đồ của ông Từ Hổ giấu đi. Sáng rồi dậy ra đồng. Ai lấy bộ đồ của mình rồi? Ăn trộm lấy mất bộ đồ quý giá của tôi rồi, không có đồ đi làm. Còn có bộ đồ này chú mặc đỡ đi. Cảm ơn chú Cúc. Không có cái bánh chừng, hắn nhìn không ra mình. Thằng Cúc trốn đâu rồi? Chắc nó sợ mình nên đổi chỗ rồi. Tao sẽ tìm ra mày. Mày có cái biểu tượng ở mồng, trốn không được đâu. Cái bánh chừng đây rồi, mày đây rồi. Trốn nè. Hả? Tại ông có cái bánh chừng, tôi tưởng... Pep. Jack. Cốc. Chuyện gì mà đánh nhau? Tôi đang làm, nó lấy cây thọc mông tôi. Jack. Chóc. Mày mà còn chọc phá người khác trong giờ làm việc nữa, tao đuổi cổ mày à. Hít, tôi không dám nữa. Cái bánh chừng của mày đâu rồi? Nó nhảy qua mông của ông Tư Hổ rồi. Công nhận kế tráo quần của mày hay thiệt. Tên bà Lị hết thọc mông tao rồi. Gỏi ngon quá, cho miếng đi. Không cho. Mắm mà ăn hết đĩa gỏi to tướng ấy thì sẽ bị béo phì, xấu gái lắm. Kệ tôi, xấu thì đừng nhìn. Hàm ăn bắt cận thân thể. Không cho ăn lại còn đem giấu. Giấu kỹ ghê. Tôi sẽ ăn hết đĩa gỏi này mà không bị đòn. Ha ha. Có con chuột chết đây. Cho tôi ăn thì mắm cũng được ăn. Không cho tôi ăn thì mắm cũng không được ăn. Đợi ổng ngủ rồi mình ăn. Ôi ôi, đau bụng quá. Sao vậy con? Con ăn vụn gỏi của nhỏ mắm bị đau bụng, chắc gỏi bị độc rồi. Dám ăn vụn gỏi của tôi, đồ con trai hôi. Nó bị trúng độc không lo, mà lại đi lo mắc gỏi. Đem đĩa gỏi ra đây cho mợ xem. À, có con chuột chết. Ghê quá, đĩa gỏi bị độc nặng đến nỗi con chuột ăn vào thì chết tức thì. Đau bụng quá, chắc con chết theo con chuột rồi. Không sao đâu, mợ có thuốc tiêu sẵn kìa, uống vào thì khỏi ngay. Mang đĩa gỏi đi đổ đi. Có con chuột ghê quá, con không dám bưng. Để con bưng cho. Tiếc ghê, đĩa gỏi ngon quá. Sao nó đi lâu vậy? Không chừng nó xỉu ở ngoài vườn đó. Chạy ra tìm nó, mau. Ông Quỳnh ơi, chết chưa? Mầm, ngon ơi là ngon. Còn mắm tới, thanh toán cho lẹ. Rọt. Mợ ơi, ông Quỳnh xỉu ngồi này nè. Khiêng nó vào cho nó uống thuốc tiêu đi. Ông Quỳnh ơi, đừng có chết ngang. Tôi rất ân hận vì đã không cho ông ăn, để ông phải đi ăn vụng, dẫn tới cái chết tức tử như thế này. Nó có chết đâu mà khóc ghê vậy, sáng mai nó sẽ tỉnh thôi. Tỉnh rồi hả? Ăn hết đĩa gỏi có đã thèm không? Hi, mợ biết mình bày mưu để ăn đĩa gỏi nhưng làm ngơ để con mắm khỏi la làng.